Xin chào các bạn cùng trở lại bài F8. Và ở trong bài học trước là chúng ta đã cùng nhau xây dựng được cái menu ở trên mobile rồi. Kiểm tra lại nào, bấm vào hiện này, bấm vào ẩn này. Ok, thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi hoàn thiện nó để cho nó hoạt động trở nên mượt mà trơn tru hơn. Cũng như là gì ạ? Để sửa những cái lỗi mà đang tồn đọng. Thì mình nhìn qua mình thấy nó còn một vài lỗi rồi, thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau cùng sửa nhá. Cái lỗi thứ nhất này là bấm vào cái nút More này, nó bị ẩn mất cái menu đó. Trong khi cái việc chúng ta muốn ấy là chúng ta muốn là bấm vào cái dạng menu mà nó có cái cấp thứ hai ấy, thì các bạn bấm vào đây nó sẽ không ẩn cái menu đi và nó phải hiện ra cái con của nó, đúng không? Nhưng bây giờ nó đang giống với cái ông Tour Contact và ông Ben này, nên bấm vào một cái là ông ấy bị ẩn đi. Đó là lỗi thứ nhất. Cái này sửa mất thời gian đấy, sẽ phải nghĩ đấy, mình không nghĩ ra cách luôn, chút nữa để cuối thì chúng ta dành thời gian nghĩ nhá. Sau đó là cái lỗi thứ hai này, mình nhận thấy rằng là bây giờ mình bấm vào đây không được đấy. Các bạn hình dung cho dạng menu của như này nhá, sẽ có một số người ta muốn bấm vào giữa này. Thế nên là một số người ấy, người ta sẽ bị mất hai cái thao tác. Bởi vì người ta bấm vào đây một cái trượt không được, bắt đầu người ta mới giơ tay ra đây, người ta bấm vào đây một cái. Thì về cái trải nghiệm người dùng như vậy nó không được tốt các bạn nhá. Nếu mà chúng ta là dân chuyên frontend ấy thì phải để ý những cái tiểu tiết như vậy nhá. Rồi thì bây giờ ấy, làm thế nào để cho người ta tiện dụng hơn thì bắt đầu chúng ta kiểm tra ở bên này này. Các bạn bấm vào đây mở ra một cái này. Đó, nó có đấy, bấm vào được đấy các bạn thấy không? Bấm vào contact ở chỗ này nhá. Đấy, được đấy. Thế nên là gì? Chúng ta cũng nên làm như vậy. Hãy đi kiểm tra giúp mình từ bên trong ra với những cái lỗi như thế này. Lý do mà tại sao nó không có hết chiều ngang ấy, thông thường nó chỉ là do cái tính chất display thôi. Nó inline hoặc là inline block. Nó sẽ bị một thằng nào đấy là inline hoặc là inline block. Nó làm cho chúng ta những cái thẻ này bị mất cái thừa chiều ngang các bạn nhé. Soi từ trong ra. Ok, ông A này có display block rồi thì chứng tỏ là ông ấy đạt điều kiện rồi. Thì suy ra là thẻ tra của ông ấy là đang có vấn đề. Bấm thẻ LI. À, thẻ LI thẻ tra ông ấy là cũng display block rồi, thì lại suy ra là tra của ông U này L này khả năng là có vấn đề. Bấm vào ông UL. Ông UL này thì display bằng inline block. Ở đây đây đây, chứng tỏ là vấn đề của ông ấy đây luôn rồi. Thử xem ông tra của ông UL nữa xem có vấn đề không nhá. À, ông tra của nó thì không có vấn đề, bởi vì cái ông header này chiều ngang ông ấy chiếm hết rồi, đúng không? Chiều rộng chiếm hết rồi. Thì vấn đề là ông UL này. Thì xử lý thế nào bây giờ các bạn? Riêng trên mobile cho cái ông thằng nav này có cái display bằng block giúp mình. Riêng trên mobile thằng nav này sau đó là gì? Display bằng block giúp mình, được chưa? Mà cái này thì các bạn đưa lên trên đi, bởi vì bên trên có cái thằng nav này, thấy không? Thằng nav cách lời này viết tuần tự thì nó sau này dễ tìm kiếm hơn nhá. Lưu lại. Rồi, đi kiểm tra xem nào. Đó, ông ấy lên thăng nắp lên 100% rồi. Ông LI là con cũng 100% rồi. Ông thẻ A cũng 100% rồi. Thế nên là bây giờ các bạn thử bấm vào thua xem nào. Đó, được rồi đấy. Các bạn thấy không? Nhưng nhìn thấy luôn một cái lỗi rồi này. Khi mà cái ông UL này, ông ấy đứng ở đây. Ông ấy chiếm hết chiều ngang. Ông ấy đã đá văng luôn cái nút menu của chúng ta ở cái góc bên phải mất rồi. Mất rồi. Đấy, không còn cái nút để mà bấm vào nữa đây các bạn thấy không? Đấy, đâu còn cái nút để mà bấm vào nữa. Đấy, mất luôn cái nút ở đây rồi. Thì bây giờ ấy đi soi xem ông ấy bị bay phương trời nào rồi. Mobile menu ấy đúng không? Soi vào. Đấy, ông bị bay xuống bên dưới cái kìa. Trong trường hợp này ấy, chúng ta sẽ không sửa được theo cái cách thông thường các bạn nhé. Bởi vì nếu mà để ông UL này ông ấy chiếm hết chiều ngang rồi thì ông menu mobile không có chỗ đứng là đúng rồi. Các bạn khi muốn làm một thẻ div hay là một cái element mà nằm trên một element khác thì dùng thuộc tính gì các bạn? Các bạn nhớ không? Thuộc tính position. Hãy học lại nếu mà chưa chắc cái phần này vào kiến thức cốt lõi của khóa HTML, CSS từ Zero đến Hero. Kéo xuống cái bài nào mà nó nói về cái thằng position ấy. Đây, từ 27 đến 30. Trong bài này chúng ta sẽ học về cái position absolute, đúng không ạ? Và để các bạn hiểu được cái bài này ấy, thì các bạn cần phải xem giúp mình hết cả chỗ position này luôn. Tốt nhất là vậy. Được ạ, hiểu rõ về nó thì sẽ hiểu cái bài này. Rồi, thì bây giờ ấy, mình coi cái thẻ menu mobile này là gì? Là thẻ con của ông header. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi cho cái ông header này có cái position bằng relative, được chưa? Để cho ông làm thẻ tra nhé. À đây, ông ấy lại có position bằng fixed rồi các bạn nhé. Thì khi ông ấy có position thì ông ấy đều có thể làm tra. Thế nên là bây giờ chúng ta để nguyên ông header này, đi vào cái ông mobile menu, thêm cho ông ấy cái position bằng absolute, được chưa? Cho ông cái top là bằng 0 để ông ấy dính sát lên bên trên. Cho ông cái right bằng 0 để ông ấy dính sát sang bên phải. Đó, các bạn thấy không? Hiện rồi kìa. Đó, hiện ngay ở đây rồi này. Đó, bấm vào xem nào. Đó, ok rồi nha. Thì bây giờ đi copy cái CSS vừa viết vào. Vào cái mobile menu ở bên file style.css. Tại sao mình biết ở bên file style.css? Mình quan sát thôi. Đây này. Style.css, các bạn ý nhá. Sau này vận dụng những cái kỹ năng sử dụng công cụ này để giúp các bạn làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn nhá.
Rồi, bấm sang Start. Ôi giời, nó lại focus đúng ở đây luôn, chuẩn luôn này. Thăng Header. Chẳng qua mình đang copy ấy, thế nên là mình mới phải gõ này thôi, chứ bình thường là các bạn copy lên để tránh sai sót nhé. Đấy, mobile gạch ngang menu btn. Đó. Enter này. Paste cái CSS này vào. Được chưa? Không biết là có cái nào đứng đơn phương ở trong đây chưa, thử search lại xem nào. 1 2 3 4 cơ. À, chưa có ông nào đứng đơn phương, thế nên là thêm cái này là được rồi nhá. Lưu lại. Xem nào. Ok rồi đấy các bạn nhá. Đấy, ok rồi đấy. Đúng không? Nổi ở góc này rồi. Thế thì còn vấn đề gì nữa? Các bạn, mình lại vừa nhìn ra, vừa nghĩ ra một cái vấn đề của cái nút này luôn. Ở video trước ấy là chúng ta đang ẩn cái nút search đi, đúng không? Ẩn nút search đi và hiện cái nút menu này trên mobile. Nhưng chúng ta đã quên không nghĩ đến cái việc là ẩn cái nút này đi ở trên PC và tablet. Bây giờ thử mở ra nào. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó hiện lên đây này. Nó đè luôn lên cái nút search của chúng ta rồi này. Thì tốt nhất là cứ làm sao mà xử lý ở trên mobile, ở trên tablet và trên mobile. À, tablet và trên máy tính bảng. Ẩn cái nút search này đi, đúng không? Thì làm sao để làm được các bạn? Copy là cái selector của thằng này sang cái file responsive và vào cái breakpoint của chúng ta là cái gì kia nhỉ? À, mobile đúng không? À, thế thì xin lỗi các bạn, đây phải sang bên này. Đầu tiên là cứ ẩn nó đi đã, đúng không? Đầu tiên là cứ ẩn nó đi đã. Display bằng none. Đó, ẩn đi đã. Ok, thế nên là bây giờ trên này là không sao rồi. Trên tablet là không sao rồi. Trên mobile thì nó cũng không sao luôn, cũng không hiện luôn. Lý do là display none rồi sao hiện các bạn nhé. Thế nên là bây giờ các bạn sẽ đi CSS vào giúp mình. Header search btn à? Cái nút search này thì nó đứng ở đằng đây, các bạn thêm vào đây. Mình thêm vào đây là chẳng qua là mình sắp xếp theo thứ tự thôi nhá. Mình nhớ hình như cái thằng mobile này là mình để đằng trước ở trong HTML hay sao ấy. Ở đây này. Set xem nào. Mình thường set sắp xếp theo thứ tự mà mình viết HTML để cho nó sau này tìm nó dễ. Ông này đứng trước ông search btn đúng không? Để xem lại HTML nào. Đấy. À đây, ông ở đứng sau search này. Ok, thế thì thôi, mình nhấc cái này lên. Đây, cái comment sai này sửa lại comment đi. Insert ở đây mà bữa nãy lại đi thẳng ông kia vào. Đấy. Ok, để vào đây nhá. Để đằng trước. Thì các bạn nhìn này, cái đoạn này nó ngay bé tí này thôi thì không cần phải begin đâu. Chắc là lần trước mình ví dụ mình nhầm đấy. Không cần begin end đâu bởi vì nó ngắn tí này, cần gì phải begin end. Đó, ông này thì là gì? Ông này là mobile. Mobile menu button, được chưa? Đó thì mình sẽ sắp xếp như này nhá. Được chưa? Mobile menu này, sau đó là đến search btn này. Thế nên là khi mình css mình cũng sẽ css theo thứ tự là mobile menu, sau đó là đến search btn, được chưa? Khi ở bên này mình cũng sắp xếp như vậy luôn, menu menu rồi đến search btn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho ở trên mobile, riêng ở trên mobile là có cái display bằng block để nó hiện lên, được chưa? Lưu lại. Đó, ở trên mobile các bạn đã thấy nó hiện lên rồi này. Và gì? Kéo ra tablet là thấy ẩn đi. PC là ẩn đi, được chưa? Soi lại này. Trên mobile này, thu nhỏ lại này. Bấm vào soi xem tại sao nó hiện nhá. Đây. Bởi vì nó ăn vào cái breakpoint là mark width 740 pixel của chúng ta, chính là ở bên cái file responsive chúng ta vừa viết đây này. Đó. Nên là nó ở trên mobile là nó mới hiện thôi các bạn nhá. Rồi. Bấm vào đây nào. Ok. Thế này thì xong chưa nhỉ? Khả năng là xem nào. Ô, đây, bấm vào đây cũng ăn vào home này các bạn này. Thế này là có vấn đề tiếp rồi này. À, các bạn nghĩ sao? Khi nãy chúng ta cho cái thẻ nav, thằng nav width bằng 100%. Thế nên là cái thẻ home này nó cũng ăn theo width bằng 100% luôn. À, nhưng chúng ta ở đây đáng ra chúng ta chỉ muốn như thế này. Chỉ muốn cái thằng band tour context và thằng more này nó là cái menu show ra chúng ta mới để hết 100% thôi cho người dùng dễ bấm. Chứ còn cái header này thì sau này tương lai nó cũng có thể thì có thêm một vài cái gì đó ở giữa cái quãng đường rồi đấy. Tự nhiên bây giờ bấm vào đây được là hỏng. Thế nên là bây giờ các bạn sẽ phải đi sửa giúp mình cái thằng thằng này là block rồi này. Sẽ kế thừa chiều ngang của thằng cha của nó thì lên cha của nó li. Li cũng là block. Thế các bạn có thể cho cái display của thằng li đầu tiên này, cái thằng con thứ nhất này của thằng nav này. Riêng cái thằng li mình đang chỉ vào đây này. Cho nó cái display, đây mình cho vào CSS inline để cho mình nó nhé. Display bằng inline gạch ngang block. Đó. Là nó nhỏ lại, các bạn thấy không? Đây này. Để xem nào. Đấy, nó nhỏ lại kìa. Đấy, nó nằm riêng một góc rồi kìa. Thế bây giờ bấm vào cái phần này, header này nó không bị sao nữa. Đó. Thì bây giờ làm sao để mà select được riêng cái thẻ LI là con trực tiếp của thằng NAF nhưng lại chỉ select cái thằng đầu tiên thôi. Các bạn xem giúp mình cái bài ở trong cái khóa HTML CSS từ Zero đến Hero nhé.
nó có một cái bài về pseudo class đây, pseudo class, một cái class giả đó, bấm vào để xem, mình không chắc là mình dạy cái đấy hay không cơ, thử soi em nào. À đây 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 đây, có dạy có dạy. Đây, nó là thằng first child đây các bạn nhá, có nghĩa là lấy ra cái ông con đầu tiên, được không ạ? Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ có cách để chúng ta select được cái ông con đầu tiên này, riêng ông LI này, mình tạm bỏ cái CS này đi. Test thôi mà. Đó. Thì bây giờ cái thẻ LI này nó đang bị có cái chiều ngang hết này. Đó, đang ngang hết rồi à? Cái đoạn highlight kìa. Thì bây giờ đi CSS cho nó ở bên cái file responsive nhá. À, đây đây, chỗ đoạn nắp LI đây. Thì chúng ta sẽ lấy cái thẻ thăng nắp này. Dùng lớn hơn cho vào ông LI để lấy được những cái ông LI là con trực tiếp. Nhưng bây giờ chỉ lấy cái ông LI đầu tiên thôi. Thì làm sao ạ? Là hai chấm. First là chữ là có nghĩa là đầu tiên đúng không? Child là đứa con đầu tiên. Cho cái display bằng gì ạ? Inline gạch ngang block lưu lại. Ra ngoài soi em nào. Đấy, nó ăn cái CSS first child đấy các bạn thấy không? Đấy. Và bây giờ chỉ vào em nào. Và nó chỉ ăn ở trên mobile thôi, thế nên là không sợ ảnh hưởng ở trên PC nhá. Đó. Ok, thì bây giờ bấm vào giữa xem nào, không bị nữa. Đó các bạn thấy không? Các bạn chú ý này, cái này mình phải nói nhấn mạnh này. Nếu mà những bạn mới cảm thấy rằng là nó bị rối hoặc là nó bị khó ấy, các bạn biết lý do tại sao không? Mà tại sao mình lại xử lý nó dễ dàng như vậy? Lý do duy nhất là mình làm rất nhiều, làm rất 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 nhiều. Thế nên là mình tích lũy được cái kinh nghiệm rất là nhiều. Thế nên là cứ gặp cái trường hợp này là mình có thể tùy cơ ứng biến các bạn nhé. Bây giờ cho dù cái lỗi nó phát sinh ra như thế nào đi nữa thì mình tin rằng là chỉ mất một chút thôi. Chắc là không đến 1 phút là mình sẽ nghĩ ra cách mình giải quyết. Thì làm sao để cho các bạn có được cái này? Có một cách duy nhất, hãy làm nhiều như mình, thậm chí làm nhiều hơn mình. Được không ạ? Đó. Bạn nào các bạn tuổi trẻ bây giờ các bạn thông minh sáng dạ hơn mình, tư duy logic tốt hơn mình. Các bạn thậm chí không cần làm nhiều như mình, các bạn khéo cũng giỏi bằng mình rồi cơ. Nhưng mấu chốt ở đây là làm thật nhiều. Ok chưa ạ? Rồi, thì đi tiếp xem có lỗi gì nữa nào. Trên PC là xử lý được rồi đúng không? Rồi. Thế thì bây giờ đi nghiên cứu cái lỗi ở đằng sau nhá. Đây thu nhỏ lại nó bị zoom lên nó che khuất thôi. Xử lý cái lỗi more này nhá. Nhưng thôi, tách hẳn ra thành video mới đi. Cái more này sẽ phải sử dụng JavaScript mà các bạn thì lại đa phần là chưa biết JavaScript. Tách ra hẳn một cái mới để cho các bạn đỡ bị loạn nhá. Ok, thì sau phần sau chúng ta sẽ cùng sửa lỗi ở cái phần more này. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đón xem.